Điều chỉ khiến mình cứ ham giành tranh, điều chỉ khiến mình cứ luôn toan tính, điều chỉ khiến mình ăn ngủ chẳng yên. Mình chung sống mà cứ như là cuộc chiến, sao chẳng chung ý, sao chẳng chung lòng. Mình chung sống mà vì đâu là xa ngăn cách. Đời đâu có gì quý hơn lời thương mến, đời đâu có gì quý hơn cảm thông, đời đâu có gì quý hơn tình thân quyết, đời đâu có gì vui bằng sẻ chia. Mình chung sống thì chớ để lòng ghen tức đem lại u uất, đem lại tủi hận. Mình chung sống thì cùng nhau dựng xây hợp tác. Hãy vui, hãy cười với tình, hãy ca, hãy đàn với tình. Đừng để điều chỉ sẽ chia chúng mình, đừng để điều chỉ khiến ta buồn tênh. Hãy trao, hãy gửi với tình, hãy cho, hãy tặng với tình. Mọi điều đem đến giúp nhau thiết tha mến thương, giúp nhau thật hạnh phúc. Tình yêu mãi là khát khao mơ ước, tình yêu mãi là ấm êm bình yên, tình yêu mãi là những giai điệu đẹp nhất, cùng gửi trao đến nhau trọn vẹn niềm vui. Đừng có để mà biết con phạm sai lầm một lần nữa. Nếu con sai phạm một lần nữa, bà sẽ nghiêm trị, hiểu chưa? Dạ, con biết rồi. Con xin lỗi ba. Mai mốt con dám tái phạm nữa. Ừ. Con trai nói thì phải giữ lấy lời, hiểu chưa? Dạ. Đi lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi đi. Dạ, cảm ơn ba. Chú ở lại, tôi muốn nói chuyện với chú. Ngồi sai vậy? Dạ quên. Cái gì? Dạ nãy giờ con thấy tình hình căng thẳng quá, con chưa kịp nói với ba chú một chuyện rất là quan trọng. Chuyện gì? Có chuyện gì? Thưa ba, thưa chú, con mới đi học về. Sao anh lâu lâu anh cứ nhìn em đắm đuối vậy? Nhìn gì mà đắm đuối hả? Tôi đã nói chú quá nhiều lần rồi, mà tại sao không bao giờ chú nghe lời tôi hết trơn? Chú Thành, nếu mà tôi đi vắng á thì chú có thay thế tôi lo công việc ở trong quán chứ? Thì em vẫn làm đó chứ. Chú làm, chú làm bằng cái cách mà chú hùa theo thằng Tài làm những cái chuyện trẻ con vậy đó hả? Thằng Tài là con nít, tôi không có nói. Còn chú năm nay là gần 40 tuổi đầu rồi mà cứ làm những cái chuyện là không giống ai hết. Chú lớn, trong nhà chú phải làm cho con nít nó noi theo chú, đúng không? Đằng này nó làm ngược lại, chú lại noi theo con nít, chú làm chuyện bậy. Lớn còn là lớn, nhỏ còn là nhỏ, nhà này riết loạn hết trơn rồi. Chú làm như vậy đó, mai mốt làm sao tôi dám giao quán cho chú với hai đứa nhỏ quản lý chứ? Em biết lỗi em rồi, nhưng mà tại vì em nhìn cái mặt bà ta em thấy ghét quá, cho nên em mới dùng cái hạ sách để mà chia xỏ người ta chứ gì. Em chỉ có làm một chút thiếu thôi. Xíu à? Chút thiếu của chú đó hả? Chút thiếu của chú mà làm cho người ta tưởng mình không có thực tài, chỉ biết làm trò khỉ, dùng thủ đoạn là hay thôi. Nhưng mà em nói thiệt anh ơi. Cái gì? Cái lần trước á, tại bả đối xử với anh em mình sao? Đó là người ta, còn chúng ta thì khác. Đã làm ăn á thì phải cạnh tranh công bằng, thấy không? Nếu làm như vậy á, người ta có thua ta mới phục mình, chứ không phải là dùng ba cái thủ đoạn chẳng ra trò trống gì. Rồi em biết rồi. Tôi chỉ nói vậy thôi để chú rút kinh nghiệm. Lần sau á, tôi không muốn chú làm một lần thứ hai, nghe chưa? Dạ, em biết rồi. Thì em xin phép anh, em lên lầu á. Ừ, đi đi.
Khoan đã. Gì nữa anh? Hôm nay thằng Tài nó có ghé phòng chú coi đá banh không? Có hay không? Bây giờ mình nếu mà nói ví dụ như em nói mà nó có thì em nhẫn tâm quá. Mà ví dụ mà em nói không thì không thấy cái lương tâm em cũng không cho phép. Bây giờ biết nói sao đi. Thôi có đi. Dạ có. Tôi làm nhức đầu rồi đó. Có hay không? Có. Nhưng mà tự nó qua phòng em coi đá banh chứ em không có rủ nè. Thôi được rồi. Kể từ ngày hôm nay chú cấm không cho nó vô phòng chú. Dạ. Nghe chưa? Để nó coi đá banh thức khuya không chịu học hành thì chứ vô trong lớp ngủ gà ngủ gật không có giống ai hết trơn. Dạ em biết rồi. Còn nữa, chú đừng có nuông chiều nó quá. Được nước nó làm tới đó. Học hành không lo học, suốt ngày lo chơi không. Dạ em biết rồi. Nãy giờ chú nói chuyện với tôi có 4 chữ à. Dạ em biết rồi. Chú còn có từ nào khác không vậy? Từ khác anh? Ờ. Dạ em hiểu đâu. Có khác gì đâu. Khác chữ hiểu. Nãy biết giờ hiểu. Thôi lên em. Phan Trinh 1870, nước Pháp thành lập nền Cộng hòa thứ ba. Song phái Cộng hòa Pháp đã sớm chia thành hai nhóm, ôn hòa và cấp tiến, thay nhau cầm quyền ở Pháp. Đặc điểm của nền Cộng hòa Pháp là tình trạng thường xuyên khủng hoảng nội các. Trong vòng 40 năm 1875-1914, ở Pháp đã diễn ra 50 lần thay đổi chính phủ. Nhiều vụ bê bối chính trị bị dở lỡ, nạn hối lộ và tham nhũng lan tràn trong chính phủ. Trời ơi, đọc nãy giờ mà không có nhớ gì hết á. Trong mười mấy môn học mình ghét nhất là môn địch với sử này nè. Thôi bây giờ qua phòng chú Thành chơi mới được. Hiền quá, cái thằng tôm đùi này trời ơi, trời. Đánh như vậy, bắn như vậy mà cũng không chết, trời ơi, hiền quá. Đúng là có tài. Đánh đi. Trời ơi, đang thưởng thức nghệ thuật. Mà phá. Giờ này có cửa. Làm mất hứng thì đang coi phim hay ai gõ cửa là mất hứng á. Rõ ràng nghe tiếng gõ cửa đàng hoàng mà sao có ai hết vậy? Nhà này có ma. Ôi trời, tự nhiên nói ớ ngắp thôi vô.
Không lẽ tôi nói chơi mà có thiệt hả ta? Không lẽ nhà này có ma trời. Con ơi, đừng có bắt con đi, con chưa tới số mà bắt con làm gì ông ơi. Sao bắt con sớm quá vậy trời ơi. Con sợ quá. Đại ơi, đại ơi. Ủa, cái giọng này quen quen. Cuốc hà mày. Trời ơi, mày làm hết hồn nè. Nè, giờ này qua đây làm gì hả ông quỷ đầu trâu mặt ngựa? Học bài chán quá, qua kiếm chú chơi. Thôi, đi về bển học bài giùm tôi đi. Không ai rảnh chơi với mày đâu, đi về học bài. Học bài cũng phải có lúc nghỉ chứ. Tối ngày cứ ôm cái chồng sách nó hoài luôn. Chắc con thăng sớm quá. Mày thăng đi, mày mà thăng cho nhiều người ta nhờ lắm á. Đi về bển học bài. Đúng, có phim đi. Có phim gì mới không? Có cái phim... phim... coi phim hả mày? Coi phim hả mày? Tao nói mày, mày không về học bài nghe chưa? Nghe chưa? Nghe không? Này chú kỳ quá vậy? La hoài à. Xua đuổi con về hoài à. Đúng rồi, xua đuổi mày như đuổi tà vậy đó. Gì kỳ chú? Mày chưa nghe gì hết phải không? Chuyện gì chú? Ba mày ra lệnh cấm giận mày rồi. Hả? Vì cái tật quậy phá của mày đó. Con với chú quậy chung mà. Bởi vậy hồi nãy nè, ba mày đó kêu tao rồi ông làm cho tao một trận tái mặt tái mày hết. Ui, có chuyện chút xíu à mà chú làm ấy ghê quá, làm mất đi tình cảm của hai ta mấy năm trời. Hai ta mày bài đặt rồi hay tao ngang bằng với mày hả? Hả? Đúng. Thôi, bây giờ mới nói nè, ba mày cấm không được qua đây nữa, nghe không? Ông biết được là ông la tao chết, đi về bển học bài, lẹ lên. Thôi chú, ở đây rồi. Một lát ba mày lên không thấy mày là ông chửi tới tao nữa, đi về học bài. Ba ngủ rồi. Đi về học bài, đi. Đi lẹ lên, đi. Đi lẹ em tôi, đi. Đi về học bài, đi. Đi về học bài. Đi. Mày hả mày? Mày phá hả mày? Chú! Cái thứ gì ăn no tối ngày chú quậy phá, giờ tối ngủ cũng qua phá quậy. Đang coi thưởng thức nghệ thuật mình cứ quấy rối mình hoài. Học bài xong chưa làm gì lấp ló vậy? Chưa. Bạn kiểm điểm viết chưa? À hả? Ca nhắc để mới nhớ. Sao không viết đi? Mai đưa 3 ký. Sáng mai ba đi làm sớm rồi sao? Nhanh lên. Cái thằng này học không chịu lo học, đầu óc lúc nào cũng trên mây, không giống anh chút xíu nào. Bí quyết số 1. Con đường ngắn nhất đi đến trái tim của con gái là đi ngang qua cái bao tử. Khi đi ngang qua cái bao tử rồi thì đến trái tim của con gái mấy hồi. Trích lời chú Thành. Mà muốn đi ngang cái bao tử thì phải đi bằng phương tiện gì ta? Chú Thành kỳ cục dễ sợ. Chỉ người ta mà không chịu chỉ hết vậy.
Trúc ơi, bao tử của em được lót bằng cái gì vậy? Anh chạy xe máy ngang qua có được không? Nhà hàng Một Thoáng Paris của chúng tôi cũng có một món quà muốn gửi tặng em. Mừng wow. Sinh nhật của em. Chúc em sinh nhật thật vui vẻ và hạnh phúc nha. Cảm ơn chị rất nhiều. Trinh ơi, bắt máy đi Trinh ơi. Rồi sao không bắt máy vậy nè? Rồi Trinh ơi, lạnh quá. Ra ngoài đường vắng tanh không có ai vậy trời. Trinh ơi Trinh, biết dậy về sớm không về trễ vậy nữa không? Thôi hận quá, trời ơi, trời ơi. Không có ai mở cửa cho tôi hết vậy. Ngoài trời lạnh quá. Chị cũng biết hối hận mà đứng đó than gian nữa hả? Chết. Mở cửa cho chị nhé. Nhỏ nhỏ thôi, bộ chị muốn mẹ thức dậy luôn hả? Trời không ừ đâu. Đi vô nhà đi. Không, em gái thương em gái không? Trời ơi, chị làm cái gì vậy? Trời ơi, chị này. Ui da, từ từ Trinh. Trời ơi, sao chưa chịu lên phòng nữa? Mà đứng xô rối đây làm gì? Chị đang đi nè. Đi gì mà cứ nhăn trộm vậy? Chị sợ mẹ phát hiện. Trời ơi, ra vậy đó hả? Vậy thôi, chị ở đây á, mà đi từ từ. Cái kiểu mà ba đi ba nghỉ của chị đi ha. Em lên phòng trước đây. Trinh, cái gì? Mẹ. Mà sao rần rần vậy? Chị á, xem chút là em bị liên lụy luôn rồi. Ai biểu? Vậy đó, em đi từ từ, chậm chậm nhẹ nhẹ thôi. Thanh chát của mẹ nhạy lắm luôn á. Cái gì cũng nói được. Cái gì cũng nói được. Mệt quá à. Ah!
con nhỏ này. Làm gì vậy? Trúc à, mẹ nè. Con làm gì vậy? Mở cửa cho mẹ coi nè. Con ở đây. Con trang điểm với chị Trúc. Thương mệt quá. Nè, bây giờ biết mấy giờ chưa? Tự nhiên cái trang điểm là sao? Trang điểm theo xu hướng mới bây giờ đó mẹ. Thôi được rồi, nát mặt nó rồi kìa, thấy không? Rồi trang điểm rồi mặc đồ làm chi vậy? Tính đi đâu phải không? Dạ đâu có mà. Tại vì á, cái kiểu trang điểm này á, chỉ phù hợp với cái bộ váy này của chị thôi, nên con bắt chị mặc đó mẹ. À, vậy đó hả? Dạ. Vậy chứ bới đầu làm chi nữa? Hả? Tại tụi con tính làm nguyên bộ á mẹ. Nguyên bộ com lê luôn vậy đó hả? Hai đứa cũng rảnh quá ha. Tự nhiên đêm hôm khuya khoắt vậy nè, dựng nhau vậy trang điểm. Riết thì khùng giống bà Trâm à. Còn gì nữa? Nhìn gì nữa? Đi vô rửa mặt đi, rồi đi ngủ, mai đi học nữa kìa. Nhìn tôi nữa hả? Đi làm liền cho tôi nghe không? Dạ. Yeah. Bội à. Cái gì vậy? Tôi chưa ra khỏi cửa nữa, tính dập cái cửa này cho nát đầu tôi hay sao vậy? Bực mình à. Dạ, yeah, con mời mẹ đi. Trời ơi, cái cặp sóng thần này chắc tôi chết quá. Xuống mở cửa coi. Miễn quá, mở đây. Đóng cửa lại kìa. Nhanh. Ca ca, hả? Nhìn kìa. Đâu? Thấy gì đâu? Thác chết rồi. Ai chết? Thà để ca ca nhìn bên đó, không thôi ca ca nhìn bên kia. Mắt công lũi vô cây mía, mía gãy đập bể đầu ca ca luôn á. Tao ký đâu mày bây giờ liền nè. Thôi, đi học đi, trễ giờ rồi.
nó có ngon lắm. Ra bạn trả tiền nha. Bạn em có dẫn em lại rồi. Dạ rồi, có ăn rồi, mời mấy chị cùng ly trước đi. Vô món đặc sản ngon lắm, mở chài có ăn rồi, chảo tôm ngon lắm. Mình ra hôm nay là em đưa mấy chị đến đây để mời mấy chị để ăn, mai mốt mấy chị thấy ngon là đưa bà con đến. Vô cho dĩa nha. Dạ đây là món cá cuộn mở chài chị. Cho dĩa nó nha, cho dĩa nó nha. Rồi rồi rồi, rồi. Dạ rồi phần... mấy phần nữa hả chị? Cho thêm phần nữa đây. Dạ ba phần cá cuộn mở chài. Dạ rồi, rồi. Dạ có liền có liền. Dạ ở đây cho ba phần nữa đi. Dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi, có liền, có liền. Chú, đến tiền con, bàn số 3. Đến tiền. Đừng có thở. Thở người ta biết mình mệt con à. Rồi, đi. Trời ơi, có chút xíu gì mà than quá mà. Thở hổn hển, hổn hển. Chú Thành. Ủa, anh? Chú thấy sao? Rồi, ngon lắm. Khách người ta khen. Ủa anh? Đó là món mới em. Nhìn là biết rồi, chú còn phải hỏi. Dạ. Rồi. Sao? Khách đông gì nè. Là mệt nữa rồi đó. Ủa chú không thích mệt hả? Không không, em thích mệt. Mệt, mệt mà có tiền. Còn mà không mệt đó là không có tiền. Đây là một món rất đặc biệt. Chú có muốn biết bí quyết không? Muốn chứ. Muốn ha? Theo anh vô bếp. Thôi, anh nói ở đây nghe được rồi. Trời ơi, vô trống làm chi. Với lại em còn phải coi ở đây nữa. Muốn ăn phải lăn vô bếp, hiểu chưa? Muốn ăn phải lăn vô bếp. Ờ. Câu ông bà mình nói đó. Ừ. Muốn chết phải lết vô hồn. Ừ. Đi đi hả? Đi vô. Ai coi đây? Kêu thằng Tân nó coi được rồi. À hả? Tân. Hiểu. Ừ. Đi vô. Chuyện này vui lắm. Chị vui. Được, để con kêu Tùng. Tùng. Gì vậy? Nhanh. Chú Thành có chuyện này vui lắm. Chị gì chú? Hàng mày muốn biết đúng không? Dạ, chị muốn. Ở đây coi cái này giùm chú đi. Lát ra tao kể cho nghe. Người ta ở ngoài được rồi, anh kêu vô trống làm chi? Gì vậy trời? Thì anh nói em biết rồi, dẫn xuống đây chi? Để gặp ông này không ưa mà cứ dẫn xuống. Tôi muốn chỉ cho chú chi tiết, nghe không? Biết rồi. Đây là cái món cá cuộn mỡ chài. Cho nên cái điều đầu tiên mình phải chuẩn bị tất nhiên phải là cá. Chứ không lẽ thịt. À, cá mình phải rửa sạch, để ráo, thấy chưa? Sau đó mình mới rút xương. Anh nói người ta dễ hiểu nè, khỏi dài dòng. Cá phi lê, xong. Giỏi quá ha. Cắt mỏng ra. Sau đó mình ướp với muối. Đó. Đường. Rồi. Bột ngọt. Nghệ xay. Để xa xa tôi biết rồi. Đưa sát mạnh chi. Ủi da. Rồi. Đừng có quên. Tiêu. Tiêu quá vậy? Ừ. Ông chơi gì giỡn vậy? Kỳ cổ giống. Không có giỡn nha. Làm như đàng hoàng. Trời ơi trời. Ừ. Nó đều đó nha. Rồi. Sau đó lấy mỡ chài. Mỡ chài. À cắt. Mỡ sao lúng hết rồi. Mỡ chài mà. Chài mà lúng hết rồi. Đó. Rồi. Giờ lấy miếng nào? Xả đâu? Ừ. Đó. Lấy cá để lên cái góc xả đó. Bán sò giò quá ha. Rồi sau đó cuộn mỡ chai ở ngoài. Đó, thấy chưa? Đẹp không? Thì vậy hiểu rồi. Người chú khéo tay lắm đó. Trời ơi, vậy mà cũng lôi đầu em. Sau đó mình để lửa trung bình, bỏ vô chiên cho cá vàng là xong. Vậy hả? Ừ. À, vậy là cái gì vậy? Thành phẩm. Cá cuộn mỡ chài. Bè cũng như mắt cũng muốn ói.
thì cuốn ngon quá ha. Cái này để cho khách. Để biết thưởng cho em. Không cần sữa mà. Muốn ăn lắm mà nó thèm, nó nhìn nó thèm á. Sao? Tôi thấy ngon không? Ngon. Anh là làm mà phải ngon rồi, anh tôi mà làm phải ngon rồi. Nhưng mà em nói anh vậy nè. Cái gì? Anh á, làm nó làm nhưng mà đưa tụi nhỏ nó bưng lên nha. À. Đừng để ông này, anh làm ngon mà mình cái mặt ông này không có ngon. Ông mình anh mà đưa ba cái này lên trên trển người ta gặp mặt ổng người ta thấy người ta không ưa là ăn không có ngon đâu á. Nhìn cái mặt là em thấy em cũng không ưa. Chú y gì con nít. Đi ra. Ông lớn rồi nghe chưa? Tôi kêu ông là quỷ già là giả quỳ ông nhớ nghe chưa? Ông đừng có giỡn ba cái trò tiêu ông xịt vô mỏ vô mặt ta mấy thả xì không? Chơi kỳ cục quá. Còn hai bay nữa. Đi tập lại nha. Giá cuộn nửa chài mà nói không xong. Giá cuộn nửa chài. Bây em cũng bè, bè trật nữa. Tính tiền bằng số 12 đi em. Dạ. Chào giám đốc. Sao rồi? Tốt không? Thì chị thấy vậy đó, quán lúc nào cũng đông khách á, vậy là ổn rồi. Vậy là tốt lắm đó. Tất cả là nhờ vào tài nấu ăn của chị đó. Thôi đi nha, không có nịnh nữa. Em đâu có nịnh đâu, em chỉ nói sự thật thôi chứ bộ. Một phần là nhờ chị nấu ăn ngon, một phần là nhờ em đẹp nữa nên cũng hút được mớ khác. Ôi trời ơi. Ủa chị nhìn gì vậy? Nè, thấy bên đó cũng đông khách ghê à nghe. Phải công nhận á, bên đó cũng hút khách ghê. Nè, bên đó là đối thủ của chúng ta, cho nên phải cẩn thận đó. Dạ em biết rồi. Nhưng mà không sao, cho dù ông ta có tài giỏi mấy đi chăng nữa thì ông ta cũng không ngờ rằng chúng ta đang án binh bất động, đợi thời cơ thuận lợi sẽ tung chiêu liền, hiểu không? Chị yên tâm đi, đàn ông có mấy ai qua được chị chứ. Tất nhiên lần này ông ta sẽ biết tay chị. Em đảm bảo là ngày đó cũng không có xa đâu. Cảm ơn. Ủa bà về nhà có được không vậy? Đúng rồi đó. Trời, may á mà hôm qua có bác Trinh mở cửa thôi chút mới vô được á. Chung thôi điện thoại của mấy bồ bận rộn lắm luôn. Vậy cũng được. Yên tâm yên tâm. Chuyện gì chứ rước nàng về Vinh thì mình làm cái một. Không có đến phần của bà đâu bà Thảo. Chút anh trai của Thùy á chết mê chết mệt chút vậy đó. Nếu như mà nàng qua nhà mình buổi tối thì chỉ có nước anh trai của mình trải nệm vàng trên chiếu ngọc mời nàng nằm ngủ mà thôi. Cảm ơn lòng hảo tâm của nhà chùa nha. Luôn hoan nghênh chào đón thí chủ mọi ngày mọi đêm. Là quá. Vô tư đi. Cái gì vậy? Trúc quên trả sách cho thư viện rồi. Ôi trời đất, tưởng chuyện gì không à? Hay là mấy bộ ra ngoài trước đi rồi Trúc ra liền ha. Cũng được. Vậy á, cái đầu đảng á chí nè. Thôi để Thu với Trúc đi vô luôn cho vui. Vậy cũng được. Vậy thôi tôi với Thảo ra ngoài cổng đợi trước nghe. Vậy đi. Ra cổng đợi. Ra đợi nha. Nhớ nhanh nha hai bà. Biết rồi. Ủa, chuyện gì đây? Hôm nay mày đặt đọc sách mới nữa nha. Ủa, cái ngành mình đâu có đề tài nào liên quan đến tình yêu đâu ta. Không lẽ thì mày đọc sách để cô gái? Cãi tao. Nghe điện thoại đi. Từ từ. Alo, Trung hả? Chờ chút. Ok, về đi.
Thiên ơi. Thiên. Cái gì? Thằng Trung á, nó xong rồi. Đợi bên ngoài á. Vậy hả? Ừ. Đi đi, nhanh đi. Đang đọc. Đọc đọc cái gì? Không đọc á. Tao đi trước à. Xong rồi nè. Đi. Trả sách cái đã. Cô ơi, em trả sách cô. Để đó cho cô. Dạ, cảm ơn cô. Quyết định vậy nha. Ừ, tôi biết rồi. Ừ. Dạ thưa cô, cho em trả sách ạ. Anh để trên ngoài đi. Đàn ông con trai gì đâu á mà nhìn con gái người ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy đó. Xong rồi em. Dạ cảm ơn cô. Ủa, cô nói gì vậy? À, không, có gì. Xong chưa? Ngoài, đi. Chào cô. Dạ chào cô ạ. Trúc à. Sữa. Thêm uống sữa Trúc. Điều Duyên. Trúc ơi. Trúc ơi, sữa. Trúc. Ai cho chừa cái tật xăm soi người khác. Anh nói tầm bậy tầm bạ không à. Đi Trúc. Trời, Thiên Thiên, có sao không? Có sao không? Đâu sao đâu, mới mày gãy ngón chân à. Hai anh kia, biết đây là đâu không mà làm ồn vậy hả? Dạ, xin lỗi cô, dạ, xin lỗi cô. Rồi mày làm cái gì xin xuống người ta đây? Tao xin xuống hồi nào? Chị. Tao tin mời chút uống sữa cho bầu. Để đi nghe. Ủa, mày nói gì tao không hiểu vậy? Cài tao. Ủa dạ. Đi. Nè, mày mốt á, gặp con gái á, làm ơn đừng xin sữa nó nghe chưa? Có đâu. Sao không có? Ông xin sao đánh mày? Nào là lăn nách, chai xịt khử mùi, đồ cậu đâu, mấy đồ của ổng không à, mà ổng bắt mình mua. Mới đi học về sai tới sai lui, bộ cũng chết luôn à, cai cai đúng là ác thiệt á. Ê Tài Tài, vô đá cầu với tụi tao mày. Đá cầu hả? Ừ. Ê, được 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 được. Vô. À, đã. Cố lên. Ê bạn, nhà giùm mình trái cầu. Nhà giùm mình trái cầu. Ừ. Lại là cái tên đáng ghét này. Trốn hả? Hụp. Lại là đối thủ không đội trời chung với mình. Được, lần này mình sẽ trả thù. Tụi bay chơi nha. Ừ. Chỗ công viên người ta tới là tập thể dục chơi thể thao mà đem sách ra học thì ghét. Ném lá dấu tay với mình nữa hả? À,
kiến của tôi đâu rồi? Sao thấy được mà mở đèn đấy? Ủa chú Thành, sao tự nhiên chú quỷ đây vậy? Chú ơi chú, chú đừng làm con sợ nha chú. Chú ơi chú đừng làm con sợ nha, tự nhiên chú quỷ đây nha chú. Con sợ mà lắm chú ơi. Chú ơi, đừng làm con sợ mà. Chú ơi, chú ơi. Sao đầu chú cứ ngắt vậy? Trời ơi, cái chân cầu thang. Trời ơi, cái kiến của tôi đâu? Quỷ thằng Tài nè. Mày về đây, thế nào tao cũng chơi một trận rồi con. Nếu như bên chân nào thì có tôi của thịt bơ, nhẹ nhàng hơn thì cá rau cà. Mối thù này ta sẽ không quên đâu. Đậm đà hơn thì vui hay đường. Cái chuyện đó đó hả? Tôi thì pha chế ướp thêm hương thêm vị. Tôi thì là nấu ăn và còn lo nêm nếm. Một bữa ăn ngon nhờ có chúng tôi, cuộc đời này đẹp biết bao. Một bữa ăn ngon nhờ có chúng tôi, sẽ ở nguyện bao sống ngon. Một bữa ăn ngon nhờ có chúng tôi, cuộc đời này đẹp biết bao. Nó tới rồi kìa. Một bữa ăn ngon nhờ có chúng tôi, sẽ thêm biết bao niềm vui. Một bữa ăn ngon nhờ có chúng tôi, đời này thêm biết bao. Một bữa ăn ngon nhờ có chúng tôi, sẽ bơi biển bao sầu lo. Một bữa ăn ngon nhờ có chúng